Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thông tin từ tạp chí Tài chính. Đến nay, có 19 ngân hàng thương mại đã công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 có kiểm toán. Ngoài trừ 3 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, BIDV, Vietcombank và Vietinbank, không công bố chi tiết dư nợ cho vay theo ngành. 16 ngân hàng còn lại đều hạch toán chi tiết khoản mục dư nợ cho các doanh nghiệp vay kinh doanh bất động sản trong báo cáo tài chính riêng ngân hàng. Ngoài ra, HD Bank dù chưa công bố báo cáo tài chính 6 tháng có kiểm toán nhưng cũng công bố chi tiết dư nợ cho vay. Cụ thể, dư nợ tín dụng bất động sản của 17 ngân hàng đạt 423.681 tỷ đồng. Chỉ có 3 ngân hàng ghi nợ khoản vay doanh nghiệp bất động sản sụt giảm là Vietbank giảm 6% so với đầu năm, Kiên Long Bank và Bigibank. Techcombank là ngân hàng có tốc độ tăng cho vay bất động sản cao nhất, nâng dư nợ cho vay doanh nghiệp bất động sản lên 153.962 tỷ đồng tại thời điểm ngày 30 tháng 6, tăng 41,3% so với đầu năm. Dù con số này chưa bao gồm cho vay bất động sản cá nhân do ngân hàng này không công bố thông tin trong báo cáo, Techcombank cũng là ngân hàng có tỷ trọng cho vay bất động sản trong tổng cho vay khách hàng cao nhất, gần 34% trong tỷ lệ cho vay doanh nghiệp kinh doanh bất động sản năm 2022, chiếm 26% tổng dư nợ của Techcombank. Xếp ngay sau Techcombank là VPBank với dư nợ cho vay bất động sản đạt 63.553 tỷ đồng, tăng 22% so với hồi đầu năm, đóng góp gần 15,2% vào tổng số tiền cho vay khách hàng. Đó là riêng phần dư nợ cho doanh nghiệp vay kinh doanh bất động sản. Nếu tính cả các khoản dư nợ 88.419 tỷ đồng cho vay cá nhân để mua nhà ở, thì tổng dư nợ cho vay bất động sản khách hàng doanh nghiệp và cá nhân của ngân hàng này sẽ là 151.972 tỷ đồng, chiếm 36,4% tổng dư nợ. SHB cũng tăng tốc cho vay lĩnh vực bất động sản với dư nợ cho vay khoảng 58.437 tỷ đồng, tăng 92% so với đầu năm 2023. Cho vay bất động sản chỉ chiếm 15% dư nợ cho vay khách hàng của nhà băng này, thấp hơn nhiều so với cho vay bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, 118.271 tỷ đồng, chiếm 30% tổng dư nợ cho vay khách hàng. HD Bank cũng là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cho vay bất động sản cao, tăng 56% so với đầu năm 2023, với dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản là 32.775 tỷ đồng. Vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về MB 28.161 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Liên Việt Postbank 19.923 tỷ đồng, tăng 409% so với hồi đầu năm. TB Bank 13.731 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm. MSB 11.944 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Nam Á Bank 9.108 tỷ đồng, tăng 5,6%. Như vậy, nếu xét về tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản, Liên Việt Postbank là ngân hàng có tỷ lệ tăng cho vay kinh doanh bất động sản nhất, tiếp đến là SHB, Sacombank, HD Bank. Cho vay kinh doanh bất động sản được công bố trong báo cáo tài chính của các ngân hàng, chủ yếu là các khoản cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản vay để phát triển dự án. Phần lớn các khoản cho cá nhân, hộ gia đình vay mua nhà không được hạch toán vào nhóm này mà được ghi nhận ở khoản cho vay cá nhân, cho vay tiêu dùng bất động sản. Một phần nhỏ các khoản vay mua nhà như mua căn nhà thứ hai hoặc cho vay một lần trong năm mới được ghi nhận như một khoản vay kinh doanh bất động sản. Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết có tới gần 69% tín dụng mảng bất động sản là cho vay tiêu dùng bất động sản. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy quy mô dư nợ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản tăng đều qua các năm, đến nay đạt trên 2,7 triệu tỷ đồng, chiếm 21,63% tổng dư nợ nền kinh tế. Trước đó, nhiều kinh doanh bất động sản liên tục kêu cứu do thị trường rơi vào giai đoạn trầm lắng. Các kênh dẫn vốn như trái phiếu, cổ phiếu đều gặp khó khăn trong khi ngân hàng kẹt thanh khoản. Tuy nhiên, lãnh đạo các ngân hàng khẳng định không thiếu room hay chính sách để cho vay. Vấn đề là nhiều tài sản đảm bảo của doanh nghiệp chưa thỏa mãn điều kiện pháp lý. Theo thông tin tại hội thảo về tăng cường khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn của khu vực doanh nghiệp, do Ngân hàng Nhà nước tổ chức mới đây tại Hà Nội, tỷ lệ nợ xấu của lĩnh vực bất động sản đang có chiều hướng gia tăng so với thời điểm cuối năm trước. Thông tấn xã Việt Nam thông tin,
Cụ thể, tín dụng bất động sản chiếm tỷ trọng khoảng 20% so với tín dụng chung, nên khi tín dụng bất động sản tăng cao sẽ kéo theo tín dụng toàn hệ thống tăng. Tuy nhiên, hiện tín dụng bất động sản tăng thấp so với tăng trưởng tín dụng chung. Dư nợ kinh doanh bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2023 đã tăng trưởng 17,41%, vượt tốc độ tăng trưởng của cả năm 2022 10,73%, nhưng dư nợ tiêu dùng từ sử dụng bất động sản chiếm đến 65%, dư nợ tín dụng bất động sản lại giảm 1,12%. Năm đầu tiên xuất hiện xu hướng giảm trong 3 năm gần đây, cuối năm 2022 tăng 31,01%. Bà Hà Thu Giang, vụ trưởng vụ tín dụng các ngành kinh tế cho biết, những diễn biến trên cho thấy nguồn vốn tín dụng đang tập trung vào phía cung của thị trường. Trong khi đó, cầu tín dụng để mua bất động sản với mục đích tiêu dùng từ sử dụng của thị trường đang sụt giảm. Cũng theo bà Giang, diễn biến trên cho thấy những giải pháp tháo gỡ khó khăn đã bắt đầu phát huy tác dụng. Các khó khăn về mặt pháp lý của các dự án bất động sản đã dần được tháo gỡ, góp phần tăng khả năng tiếp cận tín dụng của chủ đầu tư dự án. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung, nhu cầu về mua nhà ở chưa phải là nhu cầu được khách hàng ưu tiên trong thời điểm hiện tại. Cơ cấu sản phẩm không hợp lý, dư thừa sản phẩm phân khúc cao cấp, thiếu nhà ở giá rẻ phù hợp với nhu cầu của người dân. Các dự án bất động sản gặp khó khăn về mặt pháp lý nên không đáp ứng được điều kiện tín dụng, dẫn tới khó tiếp cận nguồn vốn. Bên cạnh đó, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý về tỷ lệ nợ xấu của lĩnh vực bất động sản đang có chiều hướng gia tăng so với thời điểm cuối năm trước. Tháng 6 năm 2022 là 1,53%, tháng 6 năm 2023 là 2,47%. Hiện ngân hàng đã và đang triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng từ nguồn vốn của các ngân hàng thương mại với lãi suất cho vay thấp hơn từ 1,5% đến 2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường, theo chỉ đạo của chính phủ đối với chủ đầu tư, người mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Đến nay đã có 9 Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi văn bản công bố danh mục dự án tham gia chương trình tới Ngân hàng Nhà nước với 23 dự án và một Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố trên cổng thông tin điện tử Phú Thọ với 3 dự án. Tổng nhu cầu vay vốn của 26 dự án này là khoảng 12.800 tỷ đồng. Hiện BIDV đã ký hợp đồng tín dụng tài trợ một dự án nhà ở xã hội tại tỉnh Phú Thọ tham gia chương trình với số tiền cấp tín dụng khoảng 95 tỷ đồng và đã giải ngân 20,5 tỷ đồng. Agribank cũng đã cấp tín dụng đối với một dự án với số tiền cam kết cấp tín dụng là 950 tỷ đồng, dự kiến giải ngân trong quý 3 đồng thời hiện nay. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại đang chủ động tiếp cận với khoảng 16 dự án thuộc danh mục được công bố. Bổ sung thông tin toàn cảnh về tín dụng thì tính đến hết tháng 7 năm 2023, tín dụng toàn hệ thống tăng thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước, đạt khoảng 12,47 triệu tỷ đồng, tăng 4,56% so với cuối năm 2022. Tăng trưởng tín dụng trong 7 tháng đầu năm nay cũng thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2022, khoảng 9,54%, thậm chí chưa đạt được một nửa tăng trưởng năm ngoái. Trong khi đó, định hướng tăng trưởng tín dụng năm nay lên tới 14-15%. Đáng chú ý, theo công bố trước đó, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đến cuối tháng 4, tháng 5, tháng 6 đạt lần lượt là 3,03%, âm 3,27%, âm 4,73%. Như vậy, sau khi có sự phục hồi tích cực trong tháng 6, tín dụng lại bất ngờ chững lại, thậm chí là tăng trưởng âm trong tháng 7. Nghiên cứu kỹ lưỡng những kiến nghị, đề xuất xác đáng của doanh nghiệp, làm rõ bản chất vấn đề để có giải pháp điều chỉnh phù hợp, đúng pháp luật, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản trong điều kiện hiện nay. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp rà soát thông tư số 06 và thông tư số 03 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam diễn ra tại trụ sở chính phủ gần đây. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam, đại diện Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam khẳng định, thông tư 06 không siết điều kiện vay vốn. Các đại biểu này bày tỏ đồng tình với Ngân hàng Nhà nước cần triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, tránh tình trạng sở hữu chéo, cho vay đối với doanh nghiệp nội bộ, doanh nghiệp sân sau. Tuy nhiên, các ý kiến cho rằng khoảng 8, điều 8 thông tư 39 được sửa đổi bởi thông tư 06 cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn để tránh gây ra những ảnh hưởng tới các hoạt động bình thường của doanh nghiệp bất động sản trong đầu tư, mua bán, sáp nhập, góp vốn, tái cơ cấu. Các ý kiến trao đổi về các cụm từ dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, khoảng 9, bù đắp tài chính, khoảng 10,
đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét kéo dài thời gian dưới 12 tháng quy định tại khoản 10 lên thành 24 hoặc 36 tháng cho phù hợp với hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện tại. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.